Hello anh em đã quay trở lại với CorelTech. Và ok thì hôm trước mình đã làm video về top 5 em CPU đáng lựa chọn nhất vào năm 2023 rồi đúng không? Thì như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả top 5 em card đồ họa. Top 5 GPU đáng lựa chọn nhất trong năm 2023 này. Bởi vì dù sao, thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã có gần như là đầy đủ lineup của RTX 4000 series rồi. 4060, 4060 Ti, 4070, 4080, 4090. Có chăng chúng ta đang thiếu ở đây, đấy chính là RTX 4050 mà thôi, nhưng mà ok. Thời điểm hiện tại, giữa năm 2023 rồi, thì đâu sẽ là những em GPU đáng để anh em lựa chọn nhất nhá. 5 giây dành cho quảng cáo thì nếu mà anh em đang có nhu cầu tìm mua PC để làm việc, bất kỳ một công việc gì hay là chơi game thì anh em hãy tham khảo ngay, đấy chính là Hyper Store nhá. Từ giờ, Realtek sẽ hợp tác cùng Hyper Store, thế nên là nếu mà anh em có nhu cầu mua PC, cứ tham khảo nhá, rất nhiều giải pháp dành cho anh em luôn á. Hoặc đơn giản hơn thì anh em hãy cứ click vào liên kết ở ngay dưới phần mô tả của video để nhận được sự tư vấn sớm nhất nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Thời điểm hiện tại chúng ta có thể nói đấy chính là có rất rất nhiều sự lựa chọn về GPU ở thời điểm hiện tại. AMD cũng có rất nhiều GPU mới, Nvidia thì quá trời GPU mới, hay thậm chí là Intel chúng ta cũng có GPU luôn. Vậy đâu sẽ là 5 em GPU đáng lựa chọn nhất trong năm 2023 này? Thực ra thì những chia sẻ ở trong video này nó sẽ là những chia sẻ đậm chất, đấy chính là ý kiến cá nhân của mình thôi. Ý kiến anh em như nào thì hãy comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận đúng không? Nếu mà để mình xếp hạng em GPU đáng để lựa chọn cho gaming nhất bây giờ á, thì không phải là 4090, không phải 4080, không phải là những con card đồ họa mạnh nhất, mà là M6700XT anh em. AMD Radeon RX 6700XT, thời điểm hiện tại anh em biết giá của nó là bao nhiêu không? Hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu cho một con RX 6700XT. Thì anh em thử nghĩ mà xem, bây giờ hơn 7 triệu anh em nhìn sang Nvidia anh em có gì? RTX 30608GB, RTX 30602GB. Thì anh em nghĩ gì mà hiệu năng chơi game của hai con đấy ăn lại M6700XT, đúng không? Nói chung ý, bây giờ với phân khúc giá mà kiểu hơn 7 triệu, 6700XT nó là chùm gaming rồi. Không có một con nào có thể ăn được lại cái hiệu năng gaming của con 6700XT cả. Có chăng đấy chính là nó sẽ không đa dụng lắm. Nếu mà anh em xài card đồ họa của Nvidia thì nó sẽ đa dụng hơn, nhiều ứng dụng, nhiều phần mềm nó sẽ support cho Nvidia hơn. Nhưng mà xét thuần về gaming thì thôi, 6700XT nó là chùm rồi. Tầm ra đấy không một con nào có thể ăn được lại 6700XT nữa. Thế nên là anh em nhớ nhá, gaming 6700XT chuẩn bài rồi. Nhưng mà nếu mà anh em muốn, đấy chính là làm việc nữa và cũng trong tầm giá đấy thì sao, thì em card đồ họa tiếp theo mình đánh giá rất ổn cho anh em, đấy chính là, thậm chí nhá, là mình còn đánh giá đây là em card đồ họa mà anh em nên xài nó để xuất phát điểm cho công việc luôn á, đấy chính là RTX 3060. Mình nói đấy thì chắc là anh em không còn lạ gì với cả RTX 3060 nữa rồi đúng không? Thực tế GPU của RTX 3060 nó không mạnh. Nếu mà để xét mà P trên P về mặt hiệu năng của GPU á, thì nó còn thua xa em RTX 3060 Ti. Đấy, nhưng mà vấn đề cái đáng ăn tiền của con RTX 3060 đấy chính là cái 12GB RAM. Đấy, mặc dù là có thể cái hiệu năng của cái GPU nó không tương xứng lắm với cả cái 12GB RAM. Có nghĩa là anh em mà xài cái GPU của 3060 mà chơi game 2K hay chơi game 4K gì đấy thì nói chung là nó cũng hơi oải một tí. Nhưng mà phải nói thực sự đấy chính là nó support cho công việc là tuyệt vời. Làm video 4K thì chắc cũng không cần đến 12GB RAM đâu. Nhưng mà như anh em mà xài với đồ họa 3D, anh em xài Lumion, anh em xài Enscape, anh em xài những cái như là GPU Render hay những cái trình render mới bằng GPU, thì thực sự là cái 12GB RAM nó support cho anh em rất nhiều. Bởi vì anh em nên nhớ đấy chính là render bằng GPU thì nó sẽ cần VRAM. Đó, và cái VRAM anh em càng nhiều thì anh em càng xử lý được những cái project nó rất rất là lớn. Và cái 12GB anh em thử nhìn xem, bây giờ nhá, những con card đồ họa có 12GB RAM ngoại trừ con RTX 3060 ra thì nó có giá bao nhiêu? 4070 bây giờ bèo bèo cũng phải tầm 16 triệu rưỡi. Đấy, 4080 thì... 4080 nó là 16GB, nhầm, 4070 Ti thì nó cũng phải tầm đâu đó khoảng hai mấy triệu. Thì anh em 8 triệu cho một con RTX 3060 có 12GB RAM thì rõ ràng là nó vẫn đang còn rất đáng để lựa chọn trong năm 2023 đúng không? Có thể là hiệu năng chơi game nó sẽ không tuyệt vời như là em RX 6700XT, nhưng mà cái mác Nvidia cộng với cả sự tối ưu đến từ nhiều hãng phần mềm khác nhau cộng với cả cái 12GB RAM ở trên nó thì đáng, rất rất đáng ở thời điểm hiện tại luôn. Chiếc card đồ họa thứ ba mà mình đánh giá là nó rất rất đáng chọn ở năm 2023 và thậm chí là trong những năm tới, đấy chính là RTX 4070. Có một số anh em có thể sẽ nói đấy chính là tại sao không phải là RTX 4070 Ti, các kiểu. Anh em thử nhìn cái spec của cả hai con nhá. 4070 Ti. Anh em nhìn vào lượng CUDA thì ok, nó có thể chênh lệch một tí, nhưng mà thực sự đấy chính là cái hiệu năng thực tế nó không chênh nhau nhiều. Và hơn đấy nữa, đấy chính là anh em nhìn đi, 4070 cũng 12GB, 4070 Ti cũng là 12GB.
và nó như nhau. Nếu mà xét về mặt hiệu quả làm việc thì có thể là 407 công ty sẽ render nhanh hơn một tí, nhưng mà nếu mà xét về tổng quan công việc thì thực sự là nó cũng không hơn nhiều đâu anh em. Nếu mà anh em thừa tiền thì mình thấy là ok, 407 công ty cũng ok, nhưng mà để nói là đáng từng đồng tiền, đáng từng xu một và có thể coi là hiệu năng chế thành tốt thì 4070 nó tốt hơn, đấy chính là 407 công ty rất là nhiều. Mình phải nói là rất là nhiều luôn, là anh em biết là nó nhiều đến mức nào rồi đúng không? Chứ cả đoạn thứ tư mà mình đánh giá là nó cũng rất đáng ở đây, đấy chính là 4080. Ok, RTX 4080 có thể là nó nằm ở một cái tầm giá nó cao quá rồi. Nhưng mà anh em thấy cái thời điểm mà RTX 4080 nó được ra mắt, nó làm nó tạo ra được cái sự bùng nổ. Và cùng với đó đấy chính là RTX 4090 nữa, nó cũng rất là bùng nổ mặt hiệu năng. Đồng ý có thể là nó hơi tốn điện, nó hơi nóng và các kiểu con là điều, nhưng mà mình không quan tâm. Đã đạt đến cái tầm giá đấy rồi thì cái mình quan tâm nhiều nhất ở đây đấy chính là nó làm được gì, nó nhanh ra sao, và RTX 4080 nó đáp ứng được vấn đề đấy. Nó rất nhanh, nó nhanh hơn rất nhiều so với cả những phiên bản tiền nhiệm của nó, và thậm chí là những con card loại xung quanh nó thì nó cũng gọi là ba cháy bỏ chết luôn rồi. Về mặt hiệu năng của RTX 4080 từ gaming đến làm việc mình không chê nó ở một cái gì cả. Và cái dung lượng VRAM của nó cũng là 16GB. Có thể anh em thấy 16GB nó cũng không hơn là 12GB nó là bao nhiêu cả, nhưng mà anh em nên nhớ đấy chính là với một cái project, một cái dự án video 4K chẳng hạn, 16GB nó đã rất là thoải mái rồi. Và thậm chí là anh em làm video 6K thì cái 16GB đấy nó cũng rất là thoải mái cho anh em luôn á. Anh em làm những cái dự án lớn, những cái kiểu quy hoạch hay là gì đấy 3D, phối cảnh các thứ lớn thì 16GB RAM nó cũng là một con số nó rất là tuyệt vời. Bởi vì anh em nhớ ngày xưa một con Quadro RTX 5000 nó có 16GB RAM và mức giá của nó thì cực kỳ chua vào cái thời điểm đấy. Và bây giờ với một con RTX 4080 anh em có 16GB RAM thì rõ ràng RTX 4080 bây giờ nó là một cái sự lựa chọn kiểu nó rất là đáng giá đúng không? Và thậm chí là nếu mà anh em có ý định đấy chính là chọn một con RTX 40 thời điểm hiện tại thì chọn đi, không cần phải suy nghĩ gì cả, bởi vì không có sự lựa chọn thay thế nào cả. Thực sự là như thế. Và em cạc loại cuối cùng mà mình đánh giá đấy chính là nó là em cạc đọa best của best của best của best ở thời điểm hiện tại luôn, đấy chính là RTX 4090. Có thể một số anh em sẽ ý kiến đấy chính là RTX 4090 nó là flagship rồi, nó là một con cạc đọa kiểu như là kinh khủng khiếp rồi, rồi là bây giờ chả có một con flagship nào có thể so được với nó, thì đương nhiên là nó đáng chọn nhất năm 2023 rồi. Thì mình ý kiến của mình nó cũng là như thế. Anh em thử nghĩ xem bây giờ có con cạc đọa nào mạnh hơn là 4090. Anh em có một cục tiền anh em muốn mua một con cạc đọa mạnh thì còn sự lựa chọn nào khác ngoài RTX 4090 đúng không? Đấy, và thực tế đấy chính là nó cái so với cả cái mức tiền mà chúng ta chi ra với cái hiệu năng của con RTX 4090 là nó thậm chí là nó còn làm mình thỏa mãn. Nếu mà như kiểu là mình phải chi ra một con số rất là nhiều tiền nhưng mà cái hiệu năng của mình mạnh hơn nó không nhiều thì ok, mình còn cảm giác kiểu nó hơi tiếc một xíu, như là xuống thôi xuống RTX 4080 nó ok hơn. Nhưng mà đây anh em rõ ràng em nhìn thấy đấy chính là RTX 4090 nó quá mạnh so với cả cái mức giá của nó đúng không? Mặc dù là bây giờ cũng chả có đối thủ nào với nó ở tầm giá đấy, nhưng mà anh em cảm thấy là ok và anh em cảm thấy ổn so với cái hiệu năng và cái mức giá thì còn gì để chê nó nữa đúng không? Hiệu năng làm việc thì bá cháy bỏ chét, render thì nhanh, chơi game thì chơi game 4K, 8K các kiểu con đà điểu. Rồi anh em có cái gì nữa? 24GB RAM. Đấy, ok, anh em có thể nói tiếp đấy chính là 3090 nó cũng có 24GB RAM mà, nhưng mà 4090 nó mạnh hơn 3090 rất nhiều anh em. Đó, mà nó có 24GB RAM là anh em kiểu quẩy luôn rồi. Đương nhiên là vẫn có thể là có một số cái dự án về 3D, một số cái project về AI, một số cái project về deep learning các kiểu nó sẽ đốt hết toàn bộ cả 24GB RAM của anh em. Nhưng mà anh em nên nhớ đấy chính là để đạt được đến cái mức đấy là cái công việc nó cũng đã rất là nặng nề rồi. Và đến lúc đấy thì chúng ta sẽ không xài những con GeForce nữa mà anh em sẽ chuyển qua đấy chính là A6000 ADA chẳng hạn, có 48GB RAM các kiểu đấy. Nhưng mà nói chung là ở cái phân khúc kiểu phổ thông, thực ra 4090 nó vẫn là phân khúc phổ thông thôi anh em, nó không phải là phân khúc chuyên nghiệp, thì cái 24GB RAM nó đã là một con số nó rất lớn, kiểu nó lớn kinh khủng khiếp luôn á. Đấy, thì vừa rồi là những con cạc đồ họa mà theo cá nhân mình, ở đâu phải nói chính xác, đấy chính là những cái GPU mà theo như cá nhân mình đấy chính là nó đáng lựa chọn nhất ở thời điểm hiện tại. Và thậm chí là anh em đang có tầm tiền của cái GPU đấy, anh em bốc nó luôn đi, anh em không cần phải suy nghĩ là nó có kiểu nó có phí phạm gì đấy hay là không, thì đối với cá nhân mình nó là như thế. Thì ý kiến anh em như nào hãy comment ở phía dưới, và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Và sẽ là xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.